Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hàng Hóa Thái Thắng. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là cái đèn pin đeo đầu. Thì cái đèn pin này thuộc thương hiệu Lenzer của Đức, và cái mã của nó là H8R ha mọi người. Đây. Thì Lenzer là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về cái việc sản xuất đèn pin ha, cũng như chất lượng và cái độ bền của nó rất là cao. Đây, và cái cường độ sáng của cái đèn pin đeo đầu này là 600 lumen và cái khoảng cách chiếu của nó là 150m. Đây ha mọi người. Này có 3 chế độ nha mọi người. Còn bây giờ mình sẽ mở hộp cho mọi người xem sản phẩm bên trong ha. Đây. Thì mình cũng xin giới thiệu sơ sơ về cái thông số kỹ thuật. Thì trọng lượng của nó là 158g ha, chống nước IP54 và sử dụng pin là 18650. Đây ha mọi người. Thì chế độ 3 chế độ sáng của nó đây. Bao gồm sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu ha. Thì ở bên trong cái sản phẩm có dây cáp sạc. Đây nha mọi người. Là pin. Pin nó cũng thuộc thương hiệu Lenzer. Pin 18650 nha mọi người. Dung lượng 3200. Đây, 3.63V ha. Thương hiệu Lenzer. Hôm nay có gói hút ẩm. Catalog hướng dẫn sử dụng đó. Đây. Hướng dẫn cách lắp pin. Hướng dẫn rất là chi tiết. Còn đây cũng là cái hướng dẫn sử dụng và cái thông tất cả các thông số kỹ thuật ở trong đây ha. Đây thì mình sẽ đi nhanh qua cái tờ giấy này. Còn đây là nhân vật chính. Thì cái đèn pin này là sử dụng bóng Xtream nha mọi người, bóng Xtream ha, dòng bóng mới nhất bây giờ ha. Và công nghệ của nó là zoom là 2 tầng nha mọi người. Zoom thì mình xoay đây ha. Zoom 2 tầng nên nó không có in cái bóng LED ra ngoài như là các dòng đèn pin Trung Quốc ha. Độ sáng nhưng mà độ sáng nó vẫn đảm bảo rất là cao. Đây. Thì bây giờ mình sẽ lắp pin vào ha mọi người. Thì để lắp pin thì mình sẽ xoay cái đây ha. Đây có cái thanh gài ở đây nè. Biểu tượng mở khóa. Đây ha mọi người. Mình sẽ xoay đây. Mình sẽ đúc pin vào và cực dương mình sẽ hướng lên ha. Rồi. Sạc thì mình sẽ sạc thông qua cái cổng này nha mọi người. Đây. Công tắc bật thì ở trên cái đèn. Đây ha. Độ sáng rất là cao. Đây, zoom tụ lại. Còn cái độ sáng thì mình cũng điểm nhẹ lên cái công, mình sẽ bấm lên cái công tắc luôn ha. Thấy không nè. Thì ở sau nó có cái đèn cảnh báo để mình đi xe đạp đó mọi người, để ở xe ở sao nó sẽ nhìn thấy mình và nó tránh mình. Đây. Đây chế độ yếu, chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu ha mọi người. Mình sẽ tắt đèn lại cho mọi người xem cái độ sáng bên trong. Đây. Cái phòng của mình thì nó vẫn còn sáng nha mọi người. Nếu mình ở điều kiện tối hẳn thì mình sẽ thấy được hiệu quả của cái đèn này rất là sáng này ha. Sáng mạnh, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu và zoom, zoom tụ tỏa.
thì mình xin nhắc lại là cái cường độ sáng của nó lên lên đến 600 lumen nha mọi người. Đây, phải có 3 chế độ ha. Và độ sáng của nó là từ 10 đến 120 giờ tùy vào chế độ mình bật ha. Đây. Bây giờ mình sẽ mở đèn lên. Thì thằng này sử dụng dây đeo rất là mềm ha, thì mà đeo vào rất là thoải mái và mọi người cũng có thể chỉnh được cái kích thở kích cỡ của dây tùy vào cái cỡ đầu của mình ha. Đây. Rất là gọn nhẹ nha mọi người. Đây. Thương hiệu Lenser. Có số series đồ đầy đủ ha. Công nghệ zoom 2 tầng. Rất đẹp ha mọi người. Thiết kế rất là sang trọng. Thì cái đèn này sử dụng cho việc cắm trại hoặc là leo núi ha. Và trong các công việc bảo vệ hoặc là kiểm lâm hoặc là chụp ảnh. Đây, chụp ảnh ban đêm thì mình cũng rất là cần cái đèn pin đời sáng ở ngoài ha. Thì mình xin kết thúc cái buổi review ở đây ngày hôm nay. Thì ngoài cái dòng đèn pin Lenser thì bên mình còn có các dòng của hàng Sapphire của Hồng Kông người và Marklight của Mỹ ha. Thì mọi người nhớ đăng ký cái kênh của mình để mình khi mình ra video thì YouTube nó sẽ gửi thông báo đến cho mọi người để mọi người không có bỏ lỡ bất kỳ cái video review sản phẩm nào của mình. Đây. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau ha.